triển khai chương trình chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định nhằm khắc phục cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Hôm nay, Chi cục Thủy sản phối hợp với Hải đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình, đồn Biên phòng Kim Sơn mở đợt cao điểm ra quân tuần tra, kiểm soát các tàu cá hoạt động trên vùng biển Ninh Bình. Trong vòng 7 ngày từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11, các đơn vị sẽ tiếp cận các phương tiện để kiểm tra việc thực hiện quy định về thủ tục hành chính, các giấy tờ liên quan đến tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản, nhật ký khai thác, văn bằng chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, trang thiết bị tàu cá, theo dõi hành trình trên phương tiện, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm về vùng khai thác, hành vi sử dụng hóa chất, xung kích điện, chất nổ để khai thác theo hình thức tận diệt. Bên cạnh đó, tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chống khai thác, đánh bắt trái phép cho bà con ngư dân. Trong ngày đầu tiên, đoàn liên ngành đã kiểm tra 11 phương tiện, phát 150 tờ rơi tuyên truyền cho ngư dân trên vùng biển Ninh Bình.